ông Kalisto đưa vợ trở lại Việt Nam, chuẩn bị làm huấn luyện viên. Tối 16 tháng 9, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Henrique Kalisto đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho một trận đấu giao hữu với thế hệ vàng mà ông sẽ là huấn luyện viên trưởng. Đi cùng ông Kalisto là bà Manuela. Hai vợ chồng sẽ tranh thủ chuyến đi này để thăm bạn bè và du lịch trước khi bước vào 2 ngày của sự kiện bóng đá. Họ có khoảng 10 ngày lưu trú ở Việt Nam trước khi bay về Bồ Đào Nha. Vì vậy, huấn luyện viên Kalisto đã đổi vé sang Việt Nam sớm hơn dự kiến. Đón ông ở sân bay là học trò cũ, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng. Khi ra bãi xe, ông còn tranh thủ gọi thăm cho cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong. Vợ chồng huấn luyện viên Kalisto sẽ xuất hiện vào ngày 23 và 24 tháng 9 để tham dự vào trận đấu giữa thế hệ vàng bóng đá Việt Nam diễn ra vào buổi chiều trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Goodbye, miss. Thank you.